Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file Excel sang file PDF Giả sử như ở đây tôi có một file Excel Bây giờ tôi sẽ mở cái file Excel này lên Rồi bây giờ tôi muốn là chuyển toàn bộ nội dung của file Excel này sang file PDF Thì trước khi tôi chuyển file Excel sang file PDF á Thì tôi sẽ tiến hành là kiểm tra khổ giấy Cũng như là lề của Excel Để khi chuyển qua file PDF á Nó sẽ không bị lỗi nha ở đây á, tôi sẽ vào tab là Buy Layout. Tiếp theo trong nhóm là basic Setup, tôi sẽ bấm vào một tên chéo chỉ xuống này. Thì lúc này á, nó sẽ hiển thị hợp thoại là Bay Setup. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào tab Bay. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là hiển thị theo khổ ngang, thì chúng ta sẽ chọn là Landscape. Còn muốn hiển thị theo khổ dọc, các bạn chọn vào portrait nha. Ở đây tôi muốn hiển thị theo khổ ngang, thì tôi sẽ chọn vào Landscape. Sau đó ở đây tôi sẽ vào tab Machine. Rồi, ở đây tôi sẽ để lên như thế này. Sau đó ở một là Center of Bay này. Nếu mà các bạn chúng ta muốn là hiển thị Các bạn dữ liệu nó nằm giữa tờ giấy á thì các bạn tích vào horizontal. Thì ở đây này tôi sẽ tích vào horizontal này. Còn nếu mà tôi bỏ tích ở horizontal các bạn thấy này, các bạn dữ liệu nó sẽ nằm sát mép của tờ giấy này. Bây giờ tôi muốn canh giữa tôi chọn vào horizontal này. Đó, muốn canh giữa theo chiều dọc chọn vào vertical. Này. Đó. Ở đây tôi chỉ muốn là nằm giữa theo chiều ngang mà thôi thì tôi chỉ tích vào horizontal sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào print review để tôi kiểm tra thì các bạn thấy này cái bảng dữ liệu của tôi á nó sẽ nằm giữa tờ giấy và nó hiển thị đầy đủ cột hết còn nếu mà bảng dữ liệu của bạn nó hiển thị thiếu cột và cái cột thừa đó, nó sẽ dồn qua chân mới lúc đó nhìn rất là xấu ở đây bảng dữ liệu của tôi á nó đã hiển thị đầy đủ nên tôi sẽ không cần canh chỉnh gì nữa còn nếu như của bạn nó hình thị không đầy đủ á, các bạn chúng ta canh chỉnh làm sao cho nó vừa tới giấy nha. Rồi, sau khi tôi đã căn lề rồi, tiếp theo tôi sẽ tiến hành là xuất cái file Excel này sang file PDF. Thì ở đây á, tôi sẽ vào file này, chọn vào save này. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào browser. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào vị trí mà tôi muốn lưu file. Ví dụ như đây tôi muốn lưu file ở màn hình desktop thì tôi sẽ chọn vào desktop này. Ở một file name, tôi sẽ đặt tên cho file là file PDF mới chuyển này. Rồi quan trọng nhất là ở dòng là as thai Các bạn chúng ta sẽ chọn đuôi là PDF. Sau đó các bạn chọn vào say này. Thì lúc này á, lập tức nó sẽ chuyển file Excel sang file PDF. Sau khi chuyển thành công này, nó sẽ tự động mở lên luôn. Các không? Ở đây tôi có ba trang. Rồi bây giờ tôi sẽ ra mình để có của máy tính để tôi kiểm tra. Đó chính là file mà tôi vừa chuyển này. Đó. Thấy không? Ờ, không phải tôi nhầm đây đó chính là file tôi vừa chuyển này đó rất là đẹp đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển từ file Excel sang file PDF nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn theo dõi